báo Trung Quốc, mọi nghi ngờ về huấn luyện viên Chu Xi đều đã tan biến. Tờ báo Trung Quốc dành lời khen ngợi cho huấn luyện viên Chu Xi sau khi tuyển Việt Nam giành hai chiến thắng liên tiếp. Huấn luyện viên Chu Xi đã có màn khởi đầu thành công trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Sau khi dẫn các học trò đánh bại Hồng Kông, Trung Quốc, toàn đội đã thi đấu rất ấn tượng, thắng đẹp Syria 1-0. Dù đây chỉ là những trận giao hữu nhưng hai kết quả vừa qua cho thấy đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xi vẫn đang có sự tiến bộ từng ngày và đây là một tín hiệu đầy tích cực trước khi toàn đội bước vào những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới như vòng loại World Cup 2026 hay vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Ngày 22 tháng 6, trang Titan 24 của Trung Quốc đăng bài nhận định về màn thể hiện của một số đội tuyển ở châu Á thông qua những trận giao hữu quốc tế gần nhất, trong đó có đề cập tới tuyển Việt Nam. Hãng truyền thông này dành lời khen cho huấn luyện viên Chu Xi và cho rằng đây là lúc mà mọi nghi ngờ về năng lực của Phù Thủy Trắng đã hoàn toàn tan biến. Titan 24 bình luận, sau khi huấn luyện viên người Pháp Chu Xi tiếp quản các đội tuyển quốc gia Việt Nam hồi tháng 3, do phải dẫn dắt đội U23 tham dự giải Doha Cup nên ông đã không cùng đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu dịp FIFA Days. Đến tháng 6 này, huấn luyện viên Chu Xi đã tạm gác lại công việc ở đội tuyển U23 để chỉ đạo đội tuyển quốc gia tiến hành hai trận giao hữu quốc tế liên tiếp. Huấn luyện viên đã cho thấy sự thành công về nhân sự sau khi bổ sung 7 nhân tố ở đội U23 lên đội tuyển quốc gia. Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xi đã đánh bại Hồng Kông, Trung Quốc với tỷ số 1-0. Sau đó, họ tiếp tục gây ấn tượng bằng cách vượt qua tuyển Syria cũng với tỷ số 1-0. Hồi tháng 3, huấn luyện viên Chu Xi từng bỏ dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu và điều này làm dấy lên sự nghi ngờ từ nhiều phía tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau những chiến thắng liên tiếp vừa qua, những hoài nghi về khả năng của huấn luyện viên Chu Xi trước đó đã hoàn toàn tan biến. Ngoài Titan 24 thì một phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc là 163.com cũng đưa ra đánh giá tích cực về tuyển Việt Nam. Trang 163 cho rằng tuyển Việt Nam là một trong những đội ở châu Á thể hiện được sự tiến bộ thông qua những trận giao hữu vừa qua. Trong những năm gần đây, khi mà đội tuyển Trung Quốc gần như vẫn đang dậm chân tại chỗ thì các đội khác như tuyển Việt Nam, Thái Lan, Bahrain, Jordan và cả Ấn Độ vẫn đang từng ngày cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Trước đó, một số phương tiện truyền thông ở Thái Lan và Indonesia như Siam Thoát, Bukasit, Wang Phúc-bôn, Okejon cũng dành lời khen cho tuyển Việt Nam sau khi thầy trò huấn luyện viên Chu Xi giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Syria. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.